Đây nha mọi người, đây là quán nướng cô Uyên nha, ở số 6 Hòn Chồng nha mọi người. Đây là một trong những cái quán mà người bản địa rất là thích ăn luôn nha. Giá cả rất là phải chăng, chút xíu mình review những cái món ăn ở đây, đồ nướng cho mọi người xem nha. Đây mọi người, mực hấp gần nha mọi người. Rồi, một món mực nữa. Wow, ngon quá, hấp dẫn quá. Nước chấm thôi là thấy bá cháy rồi nha. Ở đây đặc biệt giá rất là bình dân nha mọi người nha. Hai món ha, chút xíu mình sẽ quay thêm mấy cái món nữa review cho mọi người xem nha. Quán buổi tối đông lắm nha mọi người, khách Hàn Quốc cũng tới đây rất là nhiều nha. Ngon hả? Chấm ngon. Cái chấm thì ba nhìn thấy sệt sệt làm đó là ok ha. Tươi ha. Ok. Sao? Ngon ha. Nhưng mà mập cảm thấy tươi không? Rất là tươi ha. Nước chấm xuất sắc nha mọi người. Đây bây giờ coi thử món này chiên coi. Ok không? Ở đây ngon là tại vì hải sản rất là tươi luôn nha mọi người, nên chế biến món nào là bắt món đó luôn. Đây là mọi người, hàu đây ha, hàu nướng phô mai nha mọi người. Đây đây nữa, đây hai dĩa, một cái phô mai, một cái mỡ hành. Wow, hàu tươi sống luôn nha mọi người nha. Đây mọi người, dĩa nó 2, 4, 6, 8, 9 con nha mọi người. Mà rẻ lắm mọi người, 9 con hàu mà có 70-80 ngàn dĩa mọi người. Đâu ăn thử hàu nướng phô mai đâu. Nước phô mai nó mặn rồi á. Vừa thổi vừa ăn luôn thôi mọi người thấy không? Tươi ha, cực tươi hả? Ok, quá good luôn nha. Đó mọi người, nếu mùa ăn hải sản tươi sống thì xuống quán Cô Uyên nha mọi người. Số 6 Hòn Chồng. Đỉnh luôn nha, cái này là người dân địa phương người ta ăn đây nhiều lắm nha mọi người. Bây giờ hàu nướng mỡ hành coi sao nha. Rất là nóng luôn, nóng hổi luôn mọi người. Ngon à. Ok. Mình có hai đồng chí này là chuyên gia ăn hàu nha mọi người, hầu như đi quán nào cũng ăn hết đó, và cái quán này là khen rất là nhiều, là tươi lắm, tươi và ngon. Rồi bây giờ là mình sẽ thưởng thức cái mực hấp gần này trước nha mọi người. Rồi nó như thế nào nha. Yo. Wow, xuất sắc nha mọi người. Con mực cực kỳ tươi luôn. Mực tươi mà cái độ ngọt của mực á rất ok luôn. Mực này rơi với biển giờ lên á, thường là ở đây lên là chế biến liền mọi người. Mình rất là ok ha. Rồi bây giờ cái da bò nè mọi người. Cá nướng nè. Cái da bò nướng là giống như là đặc sản của quán vậy đó mọi người nha. Bây giờ mình sẽ gỡ ra nha. Mới nướng á. Quay cho ba. Gỡ ra cho chị.
rồi giờ mình cắt ra nè mọi người. Wow, thơm quá. Rồi, ngon quá mọi người ơi. Con này 250 gram đó mọi người. Rồi nha, bây giờ mình sẽ thử làm một cuốn trước nha. Một cuốn nha mọi người. Cuốn với cá da bò nha. Giờ chấm muối tiêu xanh nè, nước chấm nước chấm rất là ngon, đậm đà cay, cay vừa phải, cá này rất là bắt luôn mọi người, tươi ngon. Thật sự là đồ ăn ở đây rất là tươi luôn mọi người. Nếu mọi người thăm Nha Trang á, ghé quán Cô Uyên nha mọi người, số 6 Hòn Chồng nha. Tức là nó nối dài với đường Trần Phú á. Hết đường Trần Phú nối dài chút xíu là tới à. Cá này cũng lạ ha. Ok rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip nha. Mình tiếp tục review một số quán rất là nổi tiếng ở Nha Trang cho mọi người xem. Đặc biệt là những quán mà ngon á, người dân địa phương người ta ăn á, thì mình sẽ review những quán đó.